Với phương châm không vì dịch nCoV mà giảm xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, các chốt kiểm tra nồng độ cồn thuộc đội tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai vẫn thực hiện thổi nồng độ cồn bình thường. Tuy nhiên, thay vì sử dụng ống phễu, nay sẽ thay bằng ống thổi một lần đối với mỗi trường hợp. Một buổi kiểm tra nồng độ cồn của đội tuần tra số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai, thay vì sử dụng ống phễu để test nhanh để phát hiện các trường hợp vi phạm nồng độ cồn thì nay được đổi bằng ống thổi một lần đối với lái xe. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu nhằm phát hiện các trường hợp sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện cũng như ngăn chặn tình trạng lây nhiễm virus nCoV. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh Corona thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng đã được công an tỉnh chỉ đạo đó là vẫn tiếp tục thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường và vẫn tổ chức việc đo nồng độ cồn như mọi khi. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông đã không sử dụng cái việc đo về định tính mà tổ chức đo định lượng, tức là mỗi trường hợp người lái xe đều được thổi một ống thổi riêng. Sau đó, và các ống thổi đó đã được niêm phong vào các túi chuyên dụng của y tế để xử lý theo đúng quy định. Tuy nhiên, do chưa hiểu được phương pháp thổi nồng độ cồn mới này nên nhiều người lái xe còn nghi ngờ và không chấp hành thổi nồng độ. Với trường hợp như vậy, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với cán bộ Sở Y tế để tiến hành lấy máu và đo nồng độ cồn trong máu. Mọi chi phí phát sinh người vi phạm phải có nghĩa vụ thanh toán theo quy định của pháp luật. Với việc cảnh sát giao thông vừa tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, vừa kiểm tra tuyên truyền phát khẩu trang miễn phí cho người dân vào thời điểm hiện tại, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Tôi rất là ủng hộ cái vấn đề mà bên tỉnh Lào Cai, ban ngành toàn thể này đưa ra là thổi nồng độ cồn, đấy là mỗi người một ống thổi và cách ly, không để là lây lan như truyền nhiễm những cái bệnh mà mình không mong muốn. Và thứ hai nữa là phát khẩu trang cho tất cả mọi người, mà một điều rất là tốt để mọi người để có thể tiếp theo là tránh những dịch bệnh căng thẳng sắp tới. Thực hiện công điện chỉ đạo của Bộ Công an về kiểm tra nồng độ cồn trước tình hình dịch virus corona còn diễn biến phức tạp, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã tuân thủ nghiêm ngặt việc vệ sinh máy đo nồng độ cồn, đeo khẩu trang, găng tay trước khi làm nhiệm vụ. Đối với vấn đề mà hiện nay mà mọi người dân và những người tham gia giao thông đều quan tâm, chính là việc là có đo nồng độ cồn trong cái lúc mà đang diễn biến dịch như này không, thì là xin trả lời là vẫn đo nồng độ cồn bình thường, nhưng có cái sự khác biệt và đổi mới trong cái phương pháp đo, chính là dùng phễu đo, không dùng cái phễu đo định tính như mọi khi nữa mà dùng cái ống đo định lượng cho từng người, mỗi một người thì là dùng một ống thổi riêng. Cũng nhân đây là xin nói là đã lái xe thì không uống rượu bia, chứ không nhất thiết là phải trong lúc đo hay không đo và trong lúc có dịch hay không có dịch. Phương châm không vì dịch nCoV mà giảm xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với trường hợp tham gia giao thông. Việc sử dụng ống thổi một lần để kiểm tra nồng độ cồn vừa giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia và các chất kích thích, vừa góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn.